Tao vừa gặp khách rồi đấy. Hôm qua cái thằng khách của tao ấy, nó cứ hét loạn hết cả lên, chả biết bị làm sao ấy, buồn cười lắm nhá. Tí nữa tao kể cho. Xếp. Quỳnh và Lan lên tầng 5, khách đang order. Còn con Mi qua phòng 309. Dạ còn em, anh thử xem có ai bục lịch. Nhìn mày ta nên chẳng ai muốn đi. Hơ sao em lại khóc khóc, nó dã man về lù. Nó chê em là gái già hết ta. Thì thôi chịu khó đại thư, em lấy không ra tiền. Mày lại chém em bán hàng online dầu kì. Mày đừng cố mắt tính yêu, cứ gọi đồ chẳng bấy nhiêu. Bốn chai rượu hiệu mà cu siêu, mà tận xấu 2 triệu. Thế còn tiền hạn không tính à, tiền ôm cái không tính à. Viết giấy đập rồi ghi tên, gọi thằng Lý lên. Còn phòng nào không chỉ còn một phòng trong phòng vừa đại thu âm thanh ánh sáng đã sống động xịn hơn ở nơi khác đảm bảo là mất sắc phòng này phòng VIP nên chỉ tiếp khách nghe nhạc thôi. Đồ ăn thì ra sao đồ ăn thì ngoan lắm ở trên phòng đã có sẵn một thằng đang nấu cơm cơm vậy thì mình lên thôi bật hộ bài lát trôi điều thêm bài em lên đây với bọn tôi. Phạm Thị Thoại vừa đi đâu ra phòng VIP khách đang chờ gì mà một mình cần làm em làm sao mà tiếp được. Mày không tiếp được khách thì mày chết đi, mày sống làm mẹ gì nữa. 1 2 3 giang tay ra các đại ca bơi theo em nha, ta cùng bơi lên Fancy Băng xong chúng ta xuống nơi Vĩnh Hằng. Anh không bơi xa bờ, anh phải bơi cùng đoàn rõ chưa? Chẳng may nếu có chết đuối mình còn cứu nhau. 1 2 3 $1,000 chúc mừng anh tung hoa tung hoa. Thêm tiền anh tâm đưa cho tao, tao tính sơ cũng 50,000. À vậy thì cho.
đi chơi mà cha đủ tiền thì ai đánh ông như con điên. Ai mới chỉ đáng tuổi của cháu tao mà lại hôn sao. A thế a cháu chấp ca họ nhà chú mày nói gì, cháu chấp ca họ nhà chú cháu một khi đã cau thì cực kỳ mau đừng động vào cháu nhớ chưa. Chuyện tay đình rồi anh ơi con thoáng nhớ sốc thuốc rồi mày lại đùa cả tao sao anh thương trận lên mà trách xe. Sau vụ việc làm chết người ở quán karaoke, ông chủ Vách Cóng đã bị kết án tù chung thân vì tội môi giới mại dâm, tổ chức buôn bán tàng trữ các chất ma túy và hàng loạt các tội danh khác. Bao đề, bao đề, bao đề. Tôi đã rất ân hận vì những gì đã gây ra. Nếu có thể nói một lời xin lỗi, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới cha mẹ tôi. Và nếu có thể, tôi cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn nhân viên nữ của tôi, hãy kiếm một công việc khác để làm. Tiền bạc có thể kiếm được, nhưng nhân phẩm là thứ mãi mãi không thể mua được. Ma túy, tác hại của nó không chỉ một mình bạn gánh chịu, mà nó còn tạo ra những câu chuyện đau lòng khác cho những người xung quanh. Tôi mong rằng mọi người hãy làm ăn chân chính và lương thiện khi nhìn thấy câu chuyện của tôi.